Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Thoại Sơn vừa tổ chức kỳ họp thứ 15 nhằm tổng kết hoạt động Hội đồng Nhân dân huyện Thoại Sơn khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có ông Đỗ Tấn Kiết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện Thoại Sơn khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021 có nhiều đổi mới, mở rộng dân chủ, hướng về cơ sở, được đông đảo cử tri quan tâm, theo dõi và đánh giá cao. Thường trực các ban Hội đồng Nhân dân huyện đã bám sát nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện về chương trình giám sát để xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác phối hợp của Thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. Công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ họp, các nghị quyết ban hành sát thực tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen cho 12 tập thể và 24 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2016-2021.